Hãy đi tìm chính mình trước khi đi tìm ai đó. 1. Khi bạn là viên kim cương, bạn muốn nằm trên ngón tay của người giàu sang, chứ không phải trong ngăn kéo của người túng quẫn. 2. Khi bạn là cái cuốc, bạn muốn thuộc về người nông dân, chứ không phải dựng ở sân sau của nhà trọc phú. 3. Khi bạn là đĩa cơm, bạn muốn nằm trước mặt kẻ đói khát, chứ không phải một người phè phỡn no nê. 4. Khi bạn là tấm vải ngoài chợ, bạn muốn lọt vào mắt một người thợ may, chứ không phải một lao công đang tìm dễ lao nhà. Cũng thế, dù bạn có là ai, khi bạn hiểu rõ được giá trị của bản thân mình, bạn cũng muốn ở nơi phát huy được giá trị của bản thân mình, chứ không phải nơi bạn chỉ ở đó để tượng trưng và trưng bày mà không được sử dụng giá trị bản thân bạn đang có. Vì mỗi người đều là một kiệt tác của cuộc sống, nếu bạn luôn cố giống một ai đó, vậy thì bạn đang đánh mất những gì đặc biệt về mình. 5. Trong tình yêu, hãy ở bên người cần bạn, muốn bạn, hiểu giá trị của bạn, trân trọng bạn, tự hào khi bên bạn, biết ơn khi có bạn, và người ấy sẽ khiến bạn trở nên giá trị hơn, hạnh phúc hơn. 6. Trong công việc, hãy tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng, năng lực và niềm đam mê của bạn. Như vậy, bạn sẽ được phát huy nó và bạn sẽ tỏa sáng đi lên bằng chính giá trị của bản thân và bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Khi ấy, một viên kim cương hay một cái cuốc cũng đều là bảo bối. Khổ không than, sướng không khoe, mất không tiếc, nguy không loạn. Kể khổ cũng có giới hạn, đồng tình cũng có thời hạn. Đừng khiến bản thân trở nên đáng thương trong lòng người khác, cũng đừng tự hại mình trở thành hạt cát trong mắt người ta. 1. Khổ không than là một loại tu luyện tâm tính. Trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng: đừng bao giờ kể khổ với bất kỳ ai, vì 80% số người nghe đều không quan tâm, 20% còn lại chỉ lấy làm trò cười. Nghe qua câu nói này có vẻ rất tuyệt tình, nhưng nó lại cho chúng ta biết một sự thật. Kể khổ cũng có giới hạn, đồng tình cũng có thời hạn. Khi đối mặt với đau khổ, có rất ít người thật lòng muốn đi tìm hiểu hết nỗi khổ của bạn. Do đó, khổ mà không than mới là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Người trưởng thành nên có một trái tim thật kiên cường và mạnh mẽ, đủ sâu sắc để cất giữ một vài chuyện riêng hay bí mật nào đó. Nếu chúng ta sống nông cạn như một cái dĩa, nghĩ cái gì cũng bày ra trên mặt, có chút buồn khổ cũng không kiềm chế được mà nói cho cả thiên hạ biết, vậy chắc chắn chỉ khiến nỗi khổ nâng lên gấp trăm ngàn lần. Cuộc sống cứ 10 chuyện đã có đến 8-9 chuyện không được như ý. Đối với người trí tuệ, họ xem nhẹ nỗi khổ mà cố gắng nắm bắt 1-2 phần như ý kia. Ngược lại, những người cố chấp chỉ biết sống chết trong sự bất hạnh của họ. Không than khổ không phải vì muốn chúng ta tự kìm nén cảm xúc bản thân, mà vì muốn chúng ta sớm ngày xem thấu hồng trần. Đó là đại biểu của một loại trí tuệ gọi là không đấu tranh vô ích, cũng là một loại dũng cảm mang tên dám đối đầu với đau khổ. Khổ không than không phải vì yếu đuối, chuyện gì cũng cắn răng nhận thiệt thòi vào mình, mà là ít than vãn, học cách buông bỏ những đau khổ không cần thiết. Rồi đến một ngày nào đó, bạn nhất định sẽ phải cảm ơn sự kiên trì đến cùng của chính mình, đã khiến bản thân không bị cái khổ đánh bại, mà có thể thờ ơ đối mặt với nó. Khổ không than chính là cách để chúng ta có thể im lặng, lột xác, đợi thời cơ đến. Bản thân sẽ trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất. 2. Sướng không khoe là một loại trí tuệ trầm mặc. Hoa nở một nửa khiến người ta tò mò, rượu sai một chút để bảo trì sáng suốt. Làm người nên biết sống khiêm tốn, điệu thấp chính mình, giấu bất ánh hào quang, đừng để bản thân sống quá chói mắt. Đây cũng là một dạng trí tuệ. Sướng không khoe
không phải ý nói rằng vui mừng không được chia sẻ, mà muốn khuyên rằng chúng ta đừng để cái vui của mình ảnh hưởng đến niềm vui của người khác. So với những người tự mãn, thích ăn miếng trả miếng, những người sống điệu thấp thế này có thể dễ dàng kiềm chế tính cách của bản thân, khiến họ không nói lời khó nghe, gây tổn thương cho người khác. Bất kể họ đang đối mặt với những tin đồn xấu xa hay lời nói ác ý thế nào đi nữa, họ vẫn có thể bình tâm, cư xử có chừng mực. Cuộc sống trước giờ đều là một cuộc thi trí tuệ đầy cam go. Muốn thành công vượt qua mọi chuyện, trước hết là nên quản tốt cái miệng của chính mình. 3. Mất không tiếc là một loại xem nhẹ sáng suốt. Vườn hoa dù bừa bộn cũng có người ghé, mảnh đất dù cỏ xanh ngăn nắp cũng chẳng ai tìm. Mặc dù vật phía trước có hơi hỗn loạn, nhưng vì cảnh sắc xinh đẹp của nó, người ta liền dễ dàng bị mê hoặc. Ngược lại, cỏ dại chỉ là vật tầm thường, không giá trị. Làm thế nào cũng không thể khiến người khác ghé mắt nhìn sang. Những chuyện trên thế giới này có lẽ cũng tương tự như vậy. Chúng ta thường bởi vì đi quá nhanh, quá xa mà dễ dàng lạc vào thế giới đầy phức tạp, tự mình đắm chìm trong đó rồi quên đi nơi chúng ta xuất phát, lý do tại sao bắt đầu. Trang Tự có câu nói thế này: phòng trống thì sáng, các tường dừng lại. Một căn phòng để trống mới để lộ sự rộng rãi, thoáng đãng và sáng sủa của nó. Nếu căn phòng chất đầy đồ đạc, sẽ không còn chỗ để ánh sáng lọt vào nữa. Tâm trí con người cũng như vậy. Nếu chúng ta có thể vứt bỏ hết những tạp niệm, rác rưởi trong tâm trí, quét sạch bụi mù, thì trái tim sẽ tràn ngập ánh sáng. Kết quả đương nhiên là thanh thản và tỉnh táo hơn trước. Nhân sinh trên đời này, ai sớm hiểu buông bỏ phồn hoa, không níu kéo những bận rộn vô nghĩa, im lặng lắng nghe âm thanh từ sâu thẳm trong tâm hồn, người đó sẽ sớm đạt được hạnh phúc chân chính trên đời. Trong một đời hạn hẹp này, người ta không thể lúc nào cũng để danh và lợi, tiền bạc và địa vị chiếm hết chỗ trong tâm trí mình. Ai vì nó mà bỏ qua gia đình, hạnh phúc, sức khỏe, quả là một sự thiếu sót và đáng tiếc lớn. Khi tâm mệt mỏi, hãy cho nó một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, bình tĩnh và sáng suốt trở lại. Có như thế, bạn mới không tự đánh mất chính mình. Qua đó, dễ dàng chấp nhận từ bỏ những thứ dư thừa, không đáng bận tâm. 4. Nguy không loạn là một loại thân tâm kiên cường. Gặp nguy không loạn là phản ứng cần có đầu tiên của người muốn làm nên chuyện lớn. Dù chuyện có khẩn cấp hay đột ngột đến đâu, bạn càng ít hoảng loạn, càng dễ khống chế tình hình. Sợ hãi là điều không cần thiết, bởi dù sợ cũng không thể tránh khỏi. Thế nên, thay vì hèn nhát, trốn tránh hoặc hoảng sợ, cách tốt nhất vẫn là bình tĩnh, tập trung suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Muốn thành công và có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau này, cách tốt nhất là nên cố gắng đạt được 4 cảnh giới này ngay từ bây giờ.